bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi. Thức ăn hơi mùi nhở, cơ mà chắc chẳng sao đâu. Vẫn ăn ngon lành. Không ổn rồi. Úi giời, cho chừa cái tội tham ăn. Úi, muộn giờ diễn rồi. Bỏ mẹ, thỏ lại ăn đồ hỏng này sao? Nhanh còn kịp. Xin chào bà con, thỏ hại ta rồi. Cô nàng nóng bỏng. Ồ, một cô gái vô cùng nóng bỏng đang nằm ngủ trên bãi biển. Và đây là một chàng trai đang đi đến. Ôi, nàng tuyệt vời quá đi mất. Bà này ngủ ngáy to quá các bạn nhỉ. Anh này body nhìn khá là đẹp đấy chứ. Có vẻ như đang khoe cơ bắp để gây ấn tượng các bạn ạ. Wow, cô gái tỉnh dậy rồi này. Thời cơ đây rồi. Ôi, thì ra là cô gái bị mù. Quê chưa kìa. Hảo siêu nhân tái xuất giang hồ. Trời ơi, một thiên thạch đang rơi. Siêu nhân đây, siêu nhân đây. Thiên thạch với ta không nhằm nhò gì hết. Hoan hô, chúng ta được cứu rồi. Tuyệt lắm, chàng trai.